Chúng ta sẽ quay trở lại bot cam thôi. Ồ, vẫn mang quay lại bot cam à? Chúng ta lại thám thính cái bot cam lần nữa. Ok. Hello anh em nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì clip lần này chúng ta lại tiếp tục đi trà trộn đây. Đồ. Mình đã chơi mấy bạn này hai trận rồi, nhưng mà hai trận gãy anh em ạ. Ủi toàn quá. À không, cũng không phải gãy, nhưng mà một trận gãy và một trận được top 3 4 5 gì đấy. Trận này trận thứ 3 đây. Lại đi du lịch vào đây đây. Để anh em thấy hay thì đừng quên cho mình một like nhá, like miễn phí mà. Bấm đi. Có team nào không nhỉ? Có một, mình sẽ mở mic lên. Có một team đằng sau kìa. Trên đầu mình trên tầng 2. Clear đúng không? Ok. Ui, mọi người. Map tăng nữa. Mọi người bắn ghê thật sự. Còn một team ở đâu nữa? Còn team này hay còn team nào nữa vậy? Mình cũng không để ý luôn. Cẩn thận thôi. Đây, ôi. Người kìa. Ôi, bạn trèo lên tầng 3. Rồi, clear luôn rồi. Mỗi thằng à? Ngắm nghía cái gì vậy bạn? Ơ, sao này vẫn còn? Con này toàn team lẻ vậy? Cứu đi. Nào, sang giết nó nào. Rồi hốt xác nó luôn thôi. Chạy đâu cưng ơi. Rồi. Giờ chắc mới clear thật này. Chào mừng các bạn đã đến với bot cam. Nghĩa địa của San Hốc đây. Có súng thính này, mình bắn cho mọi người nhặt nhá. Không có nghe rõ bảng nói gì luôn á. Ui, lại cho X6. Thanh niên đẹp trai thật sự. Hành động này là đủ biết là bạn đẹp trai rồi.
Người lạ tốt thật sự anh em ạ. Mang X6 ra tận nơi cho mình luôn. Thật ra thì hình như là có bạn số 4 vừa cho mình với X6 thì mình quên không để ý luôn. Bạn số 4 nhận ra mình từ cái mình vào mình mở mic lên cái đã nhận ra mình rồi, nghe giọng đã biết rồi. Trời ơi, giọng mình nó đặc biệt vậy sao? Mà cứ nhận ra mình hoài. Chả hiểu anh em ạ. Tao Linh xe ôm, mình tao chấp hết. Nghe cái câu đấy của Hoài Linh bao giờ chưa? Ok. Ở mà lúc đầu nghe của số 1 với liên tục đó là con gái. Có lỗi. Thế bây giờ nghĩ mình là con gì? Thằng này nghĩ mình là con gái ta. Giọng mình như này mà giống con gái. Vô lý. Không, tại lúc đầu mới mở nút được 1-2 tuần là... À, tưởng là giờ mới nghĩ ra, mới thấy con trai. Thật ra mình BD đấy. Đéo tin. Mọi người có kỳ thị BD không? Không, chúng tôi sẽ... Bình đẳng à? Được. Anh BD rồi. Anh BD à? Tôi BD em ơi. Thôi bỏ đi. Đừng làm thế mà dễ xa nhau. Tuy mình nói thật là mình rất là đẹp trai nhưng mà mình không có dễ dãi đâu. Nếu như mà số 1 BD tôi sẽ đẹp. Hả? Nếu như số 1 BD thì sao cơ? Số 2 cũng bẻ thẳng lại. Bẻ thẳng lại luôn. Uầy, được nhờ. Mình thích rồi đấy. Chào em. Anh đứng đây từ chiều. Ồ, chào em. Anh đứng ở đây từ chiều. Nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy ai có bộ ngực đẹp thế này cả. Ok. Đứng đây từ chiều hóng rồi đấy. Thế là uầy. Sau khi mà mình nghe thấy bạn ấy nói thế là mình bắt đầu là thấy thẳng ra rồi đấy. Nghe giọng men hơn chưa? Được chưa? Được hơn. Được hơn này đúng không? Ok. Được. Được, thích thật sự đúng không? Ồ, hình như cái này là chưa ai lút thì nè. Mình sợ chưa ai lút thì. Chưa ai lút rồi. Uầy, mình mà nói chuyện là mình chạy vào đây mình không thèm check luôn, cứ cất súng chạy ạ. Đúng là kiểu như là nghe được kiểu cái câu nói mà nó đi vào lòng người, nó kiểu như mất tâm trí luôn, lú luôn đấy. Pha vừa rồi là mình lú luôn đấy. Lại cho X6. Trời má ơi, cho nắm thế. Thôi. Nhặt X6 lại. Ai còn thiếu X6 không? Mình có tận 2 cái thôi. Cậu lấy hả? Cậu có lấy X6 không? Let's go. Không anh à. Không, mình không cho bạn, mình cho số 2 cơ. Đâu rồi, số 2 chạy đâu rồi? Tất là chạy cho con. Thế mình, cậu lấy X6 không? Cho thì lấy chứ. Ui, mình nói thật. Mình cho mình còn được cái dăm ba cái X6. Ôi, cho cậu thì nhận. Ui, lấy luôn à, lấy không? Đấy chứ. Ôi, thế thì được nhỉ. Đấy, sau vừa rồi là mình tự nhận mình BD nhưng mà bây giờ là mình hết BD đấy. À, nó sẽ thẳng được. Thẳng ngay, uầy, công nhận là hiệu quả nhỉ. Thẳng ngay được đấy nhỉ. BD đúng người phải cắm á. Người ta gọi là đây, người ta mới gọi là đúng người đúng thời điểm này. Mặc dù trước có BD nhưng mà gặp đúng người phát nên là hết BD luôn. Đấy. Tại vì chưa gặp được bạn của đời mình thôi. Đúng. Đúng, đây thì gọi là đúng người đúng thời điểm rồi. Đây mình ship X6 đến tận nơi này, giao hàng đây này, Tiki giao hàng này. Giao hàng tận nơi này, ship tận chân giường luôn. Uầy, có người bắn kìa. Ui, thôi toàn rồi. Ê, mấy bạn đậu phộng nó gạt luôn rồi. Có không, tại vì có con bó trước mặt kìa.
Trời ơi. Cay thật sự. Đi qua xong thì thấy. Ok. Đây rồi, mình thấy nó rồi. Định làm gì vậy cưng? Có lên mọi người ơi. Mình thấy rồi. Gốc cây này. Ui, mình thấy thế mà. Còn một thằng ở bên đảo á. Đảo á, ok. Yên thấy tâm. Một thằng bên đảo đang đi qua. Mình sẽ trả thù cho cậu. Ok. Nào. Đứng dậy sấy thử xem. Đứng dậy sấy thử xem. Rồi đốc thằng đấy rồi, còn thằng ở đảo thôi. Nó đang táp này. Thấy nó rồi. Còn đá đây. Cứu đi, cứu. Ui, cứu được không? Ui, không cứu được rồi. Cứu anh. Một thằng là đá, một thằng là thằng đá. Ok, đây rồi, mình thấy thằng đảo rồi. Nó cực yếu luôn. Chết đi bạn. Mẹ, cái bò khó đi. Cái bò khốn nạn thiệt chứ. Còn bom không? Cho mình đưa mình bom. Nó chạy. Chạy. Hay quá mọi người ơi. Xuống lấy đạn, lấy đồ của nó đã. Đồ của em á, đủ đồ luôn á. Trời ơi, lút xác đồng đội mà lòng đau như cắt. Nước mắt thì đầm đìa. Nhưng mà nó giàu thiệt. Nhưng mà mình thích. Thôi, đi thôi. Vì tương lai lấy top 1. Ta hãy cố lên. Cố lên này. Mọi người tin tưởng mình. Mình cũng tin tưởng mình như vậy. Số 3 có thiếu máu không? No. Ok. Enemies ahead. Enemy ahead cái gì vậy? Tan 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 tan. Xe á? Ok. Bơm máu đi kìa. Mô. Chạy thẳng vào bo luôn này. Vào đây nhá, con người đã bắn luôn này. Không có gì rồi. Được hết cả, mình tưởng có thằng chạy đây cơ. Có thấm kìa. Ừ. À, số 2 có thiếu giáp, thiếu mũ không? Ra lấy đi, mình trông nhá. Mình đủ mũ giáp rồi.
À quên, đấy. Sao lại thiếu hết. Trời ơi. Cẩn thận bên phải bắn được anh nữa đấy. Ok. Mình dân chơi mà. Tao là linh xe ôm, mình tao chấp hết đây. Bắn đi. Ui, có tính súng bắn thật kìa. Ôi. Cướp cò luôn ạ. Sợ quá. Úp lô anh ạ. Ha ha. Úp lô. Đấu súng không bạn ơi? Nhà bao việc bạn ơi? Nhà bao việc bạn ơi? Đùa. À, đúng đã mắt. Vậy như vậy rau ấy. Đúng gì nhỉ? Biết tại sao mình tự dưng bắn ghê vậy không? Sao? Sao vậy? Được cậu búp sức mạnh đấy. Trời ơi, nhảy tăng quá. Tăng bao nhiêu phần trăm công lực? Hai người đồng đội chết búp sức mạnh như này. Lấy top 1 thì đúng nè. Chỗ này ngoài bo rồi. Mình đang ở giữa bo luôn này. Gần dưới rìa rồi có anh em. Rìa rồi này á? Đây á? Rìa rồi bên đấy anh nấp một thằng cơ. À, nó ở trên cao, mình nấp nó thì mình cũng có làm gì nó đâu. Nè, chơi vậy không chơi nha. Vậy không vui. Oh. Wow. Mình đứng đây hơi khoai nhỉ. Toàn thật sự. Ui. Người ở khắp mọi nơi. Thôi, kiếp này coi như bỏ rồi. Mình phải giết được bọn ở trên này trước. Đừng ai nhìn thấy ra, bắn tao làm chó. Thế là lại một người nữa đã ra đi rồi. Ủa có một nha anh. Ok. Rồi này, nó ở trên này. Nó ở trên này này. Chết đi các bạn. Nó không quăng lại. Khó rồi. Mình lại còn ngoài bo thế này. Chịu rồi. Nốt cả ba rồi. Đây rồi. Còn một thằng đá trên này. Ok thấy không? Hello baby. Còn một màu kìa.
Mình phải chạy vào bot á. Ui, sờ mốc ở đây. Đù, nguy hiểm vậy. Nó nằm ở trên rồi, chắc là nó nằm ở trên rồi. What's up baby? Đây rồi. Cảm ơn em. Hay quá anh. Hay quá anh ơi. Yeah. Top 1 luôn. Xịn không? Xịn không lắm anh. Xịn thật sự. Một pha sấy đi vào lòng người.